rồi ok chưa ha bữa cái năm ngày 5 tháng 9 nó cho ra mình một cái đề á, cái này cũng chỉ đơn giản là đồng ý hay là không đồng ý thôi chứ không có dễ tha kem okay. rồi nó hỏi nó nói mình á là một số những nhà giáo dục nói rằng thì đây đơn giản là à, người ta nói thôi một số nhà giáo dục nói rằng mỗi đứa trẻ nên được dạy về cách chơi dụng cụ nhạc khi còn nhỏ bạn đồng ý việc này hay không rồi, thì thầy cũng sẽ viết lại vấn đề trước ha. về có xu hướng chung. Cái đã. Ừ, đúng rồi. Thầy sẽ nói một câu đó là đúng rồi, thật sự là hiện nay là cha mẹ ở một số gia đình đó đã có xu hướng là à, cho những đứa nhỏ của họ vô những cái lớp học nhạc cụ ha. Học nhạc cụ hoặc âm nhạc. Thì ở đây đang nói về nhạc cụ thì sẽ là nhạc cụ. Thì đa số sẽ là nhạc cụ giống như là có những gia đình có điều kiện một chút á. Thì họ hay cho hay mua những cái nhạc cụ về nhà cho chúng tập ừ, cũng là cách vừa giải trí mà vừa học này nọ ha cho nên thầy sẽ ghi lại cái vấn đề trước ha thầy sẽ ghi lại một cái vấn đề chung trước đó là ừ, hiện nay thì ở một số gia đình là có dạy nhạc cụ có cho con của chúng có cho những đứa nhỏ nó học nhạc cụ ha rồi thì câu đó đơn giản thôi hoặc là cái em muốn viết lại cũng được là một số à, nhà giáo dục ừ nói rằng là ừ, chúng nên được dạy từ tuổi nhỏ cũng được ha rồi mình sẽ nói thẳng là đồng ý hay không ha thì đối với phần này của thầy là thầy đồng ý ha thầy sẽ đồng ý nhưng mà ở đây cách đồng ý của thầy như vậy nè thầy cũng là đồng ý bình thường thôi

Rồi, tiếp thầy, thầy vẫn đồng ý ok tôi đồng ý việc này tôi đồng ý rằng là đứa trẻ ừ. nên được dạy nên khuyến khích học hay được dạy cũng được nên khuyến khích học nhưng đừng có ép buộc ha đừng có ép buộc đây là ý của thầy nha các em còn có thể ý khác cũng được thì đối với bài này thầy đồng ý ok thầy đồng ý là đứa trẻ nên được dạy nên được dạy từ tuổi nhỏ nhưng thầy có được một ý nữa đó là không bắt buộc nha. cho nên ở đây nó là cũng là gần như là đồng ý hoàn toàn là chúng nên được học nên được dạy ừ. với thầy có nhấn mạnh thêm chút xíu đó là không nên ép buộc ha rồi vậy thì thầy tóm lại cái mở bài rồi thầy tóm lại cái mở bài đó là ok viết lại vấn đề cha mẹ cho một số gia đình là có xu hướng là hướng mấy đứa nhỏ này vô học môn này. Thầy đồng ý. Đứa trẻ nên được học, nên được dạy, nhưng đừng bắt buộc. Rồi ha. Ok, tiếp tục. Thì đầu tiên thầy sẽ nói cái lý do tại sao thầy đồng ý trước. À, lý do tại sao thầy đồng ý trước. À, lý do tại sao thầy đồng ý là chúng nên học, nên được khuyến khích học. <laughs> lý do đơn giản là vì học nhạc cụ không nhất vì học nhạc cụ sẽ mang lại lợi ích một số lợi ích cho đứa trẻ có nhiều lợi ích lắm nha thì chút nữa là thầy lúc mà thầy đưa cái bài giải lên thầy sẽ gửi một số cái link của những cái file của những cái bài báo nó có nói cụ thể cái lợi ích cho các em coi ha thì lúc ấy các em có thể lấy ý khác nhiều lắm lợi ích cho đứa trẻ rất là nhiều chứ không nhất thiết phải là cái lợi ích thầy ghi thầy chỉ lọc ra một số thôi essay đâu cần biết nhiều đâu cho nên là sẽ có nhiều lợi khác và các em có thể lấy lợi đó viết riêng cho mình. Bài này nhiều ha, lợi nhiều lắm. Chúc thầy sẽ bật một số cái cho em coi ha. Rồi, bây giờ thầy sẽ nói tiếp. Cái mở bài đầu tiên, cái thân bài đầu tiên thầy sẽ nói về lợi Rồi, lợi đơn giản thôi. Cho rồi lợi ích ha đó là có một số lợi ích từ việc à, học invoicing và tham dự ha nó giống như attending gì đó việc học việc tham dự vô một cái lớp học nhạc cụ đối với những đứa nhỏ này khi nói về khía cạnh phát triển toàn diện thì đứa nhỏ nó hay <laughs> nó hay có những cái 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 lợi ích về nhỏ thì thường sẽ lợi ích về phát triển của một đứa con nít ha à, phát triển về trí tuệ phát triển về kỹ năng hay là phát triển về hành vi này nọ rồi đây, cho nên cái này từ vựng thì cho nha. nói chung thì các em chỉ cần đơn giản là nói cái chữ là có một số lợi ích từ việc học ở những lớp này đối với những đứa nhỏ hay là lợi ích mà đứa nhỏ sẽ nhận được khi học ở những cái lớp như vậy rồi còn này thầy chỉ ghi thêm các em có thể học thêm này thầy sẽ nói về phát triển toàn diện phát triển ở nhiều cái cạnh nha rồi đầu tiên thầy sẽ nói đó là ừ, nếu một rất là quen ha các em bên bài đồng ý hoàn toàn đó Cái này thì nó giống như cái phần Mà, mà bài Chắc để thầy được gửi lại cái lý thuyết Cái này nó cũng một nửa giống như cái bài uh, Đồng ý một phần vậy đó Đồng ý nửa phần vậy ha Nó gần thôi Thật ra cái này Không biết gọi là đồng ý hoàn toàn hay không ta À cái này cũng là đồng ý một phần đúng rồi thầy nhầm Không phải đồng ý hoàn toàn Thầy lộn rồi Nó vẫn là đồng ý một phần nha Nghĩa là ok tôi vẫn đồng ý với việc là khuyến khích chúng học Khuyến khích chúng học vì những lợi ích cụ thể Tuy nhiên là không nên bắt buộc Dạng đồng ý một phần thôi nha Nghĩa là thầy vẫn nhắc lại Thầy nhắc lại là thầy vẫn đồng ý với việc là ừ, chúng nên được học Chúng nên khuyến khích học Vì những lợi ích cụ thể Nhưng bên cạnh nó đừng ép buộc chúng học vì có thể liên quan tới năng lực và thời gian rồi cái này là đồng ý một phần thôi nha các em thầy không có chiều hướng hoàn toàn vô việc là ừ, chúng nên học thầy không hướng hoàn toàn nhé thầy chỉ một phần có nghĩa là một nửa bài thầy chỉ nói là thầy sẽ đồng ý ha <laughs> rồi ok cái này đồng ý hai phần đúng rồi bài mà nói về ngôn ngữ á. bữa là ngôn ngữ nên được ngôn ngữ thiểu số ngôn ngữ ít dùng nên được giữ gìn hay không rồi lúc nói chung là đưa lúc mà đưa bài thầy sẽ link lại cái cái video đó ha cái video mà đồng ý một phần á rồi đầu tiên thì cũng như vậy sẽ liệt kê lợi tôi cứ nói bình thường nếu một người trẻ học những cái dụng cụ này thì chắc chắn là chúng sẽ mất rất nhiều thời gian sự kiên nhẫn và luyện tập trong suốt quá trình học thì từ đó chúng sẽ phát triển được cái tính kiên trì ha perseverance rồi ở đây nhắc lại là cái lợi ích đầu tiên thì có dùng câu ít nha bạn nào quên có gì coi lại lý thuyết dùng câu ít để thể hiện lợi ích một người trẻ sẽ học dụng cụ thì chúng sẽ mất nhiều thời gian và kiên nhẫn và luyện tập để học và từ đó chúng sẽ phát triển được cái tính kiên trì Nha, học được cái tính kiên trì rồi tính kiên trì tính kỷ luật bản thân và sự tập trung đây là những cái tính cách tốt cho chúng sau này vậy thì cái lợi ích đầu tiên đó là thầy nói chúng sẽ có được cái lợi đầu tiên đó là phát triển về tính cách cụ thể là tính cách kiên trì kỷ luật và sự tập trung ha thầy dùng câu ít luôn nếu một chúng nếu mà chúng học như vậy thì chúng chắc chắn chúng sẽ luyện tập nhiều đúng không nè đây cái lại đây cũng là câu giải thích của thầy luôn nè nó hơi ngược chút xíu ha đây cũng là câu từ câu giải thích thầy sẽ suy ra cái mà chúng đạt được Ê, câu giải thích đó là rồi luyện tập À, kiên trì, luyện tập, rồi, kiên trì, luyện tập, này nọ, và chúng, nói chung là lý do đây là chúng sẽ luyện tập nhiều ha, và từ đó chúng sẽ phát triển cái bản tính này, rồi, yeah, ok, rồi có nhấn mạnh thêm đây là tính cách tốt cho chúng sau này ha, cái tiếp theo là thầy sẽ nói, à bên cạnh đó, bên cạnh đó, cái này ý phụ thôi, nó cũng là cái lợi nói về tính cách bản thân, là đồng thời cái việc học này, cũng nói về cái phát cũng nói về cái phát triển tính cách luôn nha các em là cái chương trình học này là học um, âm nhạc ha học dùng cụm nhạc ha chú ý mấy cái cách thay đổi chữ ha, để em bắt chước thêm thì những cái mô học như vậy cũng đồng thời giúp cho cái đứa trẻ cảm thấy ha, có được một cái cảm giác à, uh, là có được có được cái cảm nhận làm mình sẽ đạt được thành tựu gì đó feel a sense a sense of achievement và từ đó chúng sẽ phát triển được cái lòng tự trọng. À, chúng cảm nhận được cái thành tích của chúng, rồi và từ đó chúng sẽ phát triển được cái lòng tự trọng. Nói chung nãy giờ tính cách không à? Khi đạt được cái thành tích, tại vì cái môn âm nhạc nó khó lắm, nó nghiêng về năng khiếu, nó nghiêng về năng lực, cho nên là khi mà có được cái kết quả thì thường là chúng sẽ tự thưởng như chúng chúng sẽ có sự tôn trọng bản thân rất là cao. Rồi, vậy là xong được cái lễ đầu tiên ha. Bạn nào quên nhớ gì coi lại cái bài lý thuyết nha, cái bài mà đồng ý nửa phần á, ngôn ngữ mất đi á, ngôn ngữ thiểu số nên được giữ gìn hay không đó. Cũng là cái if đầu tiên đưa ra sự việc ha, cũng là if đầu tiên đưa ra sự việc. Rồi kết quả cụ thể đó là cái lệch cụ thể ha. Thì đây đầu tiên thầy sẽ tiếp nối bằng cái câu giải thích trước sau đó đến lệch cụ thể để về tính cách hai cái tính cách luôn ha rồi cái thứ hai đó là về kỹ năng ngoài ha rồi quen quá ha secondly it would be cái gì đó đây là cái cái cách viết của bên bài lý thuyết nha rồi it would be thầy sẽ nói là đây là cơ hội tốt cho những cái đứa này phát triển kỹ năng xã hội đưa ra giải thích bởi vì khi chúng luyện tập theo nhóm Nè, băng nhạc hay là <laughs> Pen or chore đây là băng nhạc đó em, Thường thì nhạc cụ thì đa số khi học là học theo nhóm này nọ ừ. yeah, ban nhạc có thể chơi theo nhóm luôn Thì từ đó chắc chắn là chúng sẽ phát triển Được cái việc là à, Học được Làm việc theo nhóm ha, Teamwork Work together as a team, có nghĩa là teamwork ha rồi, cũng đồng thời hiểu được mọi người xung quanh. Đó, kỹ năng xã hội luôn á. Vừa làm việc, vừa teamwork, mà vừa được, vừa hiểu được đồng đội, vừa cảm nhận được, cái cảm nhận và thông hiểu được mọi người xung quanh. Rồi, đây là cái kỹ năng xã hội ha. Empathy. Rồi, vậy là xong. Hai cái lệch cụ thể. Tính tình mà trong cái trong cái cái, cái 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 mọi cái như vậy có chia ra không ha tính tình kỹ năng xã hội ok rồi tiếp theo đến cái luận điểm luận điểm thứ hai đó là rồi luận điểm thứ hai à, qua luận điểm thứ hai ha là tại sao hồi nãy thầy nói lý do là chúng không nên Apple. Chúng không nên Apple. Đợi thầy xíu. Rồi, ok, tiếp tục ha. Bên cạnh những lợi ích bên trên, liên tục ha, các em quen quá ha. Tôi cũng tin rằng là những đứa trẻ này không nên bị ép buộc để học. Ok, để học ha. Các em học được những những nãy giờ có nhiều chỗ thay đổi từ đồng nghĩa rồi đó. Uh, do a course in. Hay bên listening đó. Nó là học ha các em. Học cái này. Rồi, viết lại thôi. Bắt đầu lý do đó. lý do chính thầy sẽ đưa ra đầu tiên đưa lý do chính trước nha rất là giống cái phần lý thuyết ờ à, tại sao chúng không được bắt buộc chúng không nên bị bắt buộc là học cái này vì như nãy thầy nói là đây thầy sử dụng câu bị động nha là có những mức độ về khả năng năng khiếu được yêu cầu cho khóa học này hay khóa học này yêu cầu mức độ về năng khiếu gì đó ha đúng rồi môn này về môn năng khiếu mà nó nghe về năng khiếu nhiều hơn nhiều hơn nó nghiêng về năng khiếu rất là nhiều so với những môn thông thường. Rồi thầy sẽ tiếp nói bằng cái này, câu hai câu giải thích nói tiếp. Mức độ năng khiếu được yêu cầu khá cao trong môn này. Tuy nhiên không phải tất cả đứa trẻ nào cũng có năng lực cho cho môn học này ha, không không phải đứa trẻ nào cũng có ha, được sinh ra với năng với năng khiếu tự nhiên cho nó là cho cái môn học này á em muốn nói là có cái khả năng tự nhiên vẫn được on children half dẫn được ha đây thầy sử dụng cụm từ vật lại thôi rồi bắt đầu tới câu if thì nếu sự việc này xảy ra đúng không rất là quen ha nếu sự việc này xảy ra có thể là có 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 thể viết là nếu những đứa trẻ nhớ bám sát cái câu giải thích bên trên nha hồi nãy giải thích thầy đưa ra là mức độ năng khiếu nó yêu cầu cho ông này là có không phải đứa trẻ nào cũng có năng khiếu thì nếu như sự việc này xảy ra có nghĩa là nếu những đứa trẻ này nó học đúng không cụ thể mà đi sâu chút xíu liên quan tới câu giải thích đằng trước đó là những đứa trẻ gì là đứa trẻ không có năng khiếu mà nó phải học những môn này đúng không Rồi, thì điều này có thể rất mất thời gian. Chính xác ha. Và tiêu tốn nhiều năng lượng và nỗ lực. Thầy tiêu tốn nhiều cái nguồn ở đây chủ yếu là có thể là về tiền bạc các em. Và nỗ lực có nghĩa là công sức mình bỏ ra đó. Rồi. À thầy sẽ cho hai cái câu hậu quả nói tiếp luôn. Thì nhấn mạnh về việc này. Vừa tiêu tốn thời gian, chi phí và công sức đồng thời những đứa này có thể dễ dàng từ bỏ vì chúng không có được lợi ích gì từ lớp này hết, chúng không có cảm nhận được lợi ích, chúng không có, có được cái lợi ích cụ thể cái gì hết. Giống như thì một đứa nào có năng khiếu thì nó sẽ làm tốt học tốt rồi nó tự nó lên nó sẽ cảm nhận được thì chúng sẽ có lợi ích từ đó. Còn đứa không có thì đương nhiên thôi ha. Thầy có biết thì 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 thầy nhấn mạnh lại lần nữa, từ cái câu giải thích chính bên trên thầy nhắc lại ha, là những đứa này không nên bị ép buộc và phải học khóa này vì môn này nó yêu cầu về năng lực cho nên tất cả những đứa và thường đâu phải đứa nào cũng có thì nếu như những đứa không có năng lực mà phải học như vậy á tốn thời gian hậu quả để mình chứng minh cho việc là không nên bắt buộc chúng chúng tự do nên tự do à, rồi chi phí tiền bạc rồi có thể bỏ đi vì không có được lợi hết ha rồi cũng là chơi cũng sử dụng một câu chốt có thể là câu ngược lại giống như cái bài lý thuyết. Ừ, các em coi lại ha. Cũng đưa ra một câu ngược lại. Thường cái nào mà mang tính chất phủ định thì thường là sau khi em giải thích xong. Hoặc à, thậm chí là có câu if nhấn mạnh xong. Sẽ có câu đánh giá ngược lại. À, sẽ có câu đánh giá ngược lại. Ừ, cho nên là làm gì tốt hơn. Đó, à, nó như vậy đó. Ha, ở lý thuyết có hết nha các em. Cho nên tiền, à, cho nên thời gian thay vì chúng tốn kém như vậy đúng không thời gian mà nỗ lực à, mất thời gian công sức tiền bạc chi phí gì đó thì những cái khoảng thời gian này nên tốt hơn à, would be better quen không, ha, các em. dành cho những môn khác có ít hơn như là kỹ năng máy tính nè à, giao tiếp kỹ năng giao tiếp nè hay là kỹ năng tư duy nè chính xác ha các em rất là quan trọng và cần thiết cho đời sống hiện nay. Rồi, bài đơn giản ha các em. Nó chỉ như vậy thôi. Thì chút á, thầy sẽ ghi cái phần gợi ý lên cho các em lần nữa. Và thầy sẽ gửi cái link à, mở rộng ý. Thì bạn nào, các em vẫn có thể dựa theo cái ý khác để làm. Không nhất thiết phải làm giống này ha. Bài này nhiều ý lắm. Vì vậy là thầy sẽ gửi cái link vào lúc ấy các em vô nghiên cứu ha chứ thầy thể sẽ gửi cái link nhiều lắm các em vô coi từ từ nó tới ba lên lần này link bên nước ngoài mà và em vô chọn cũng vừa là ý tưởng của tự vận mà thường là những cái bài mà cái link thầy gửi là bài nghiên cứu ha thường là bài nghiên cứu bài tổng hợp thông tin nó có nó viết hoàn chỉnh và có từ vận cụ thể rất là rõ ý tưởng chính xác ha các em rồi tới đây nha còn cái bài biểu đồ thầy tính giải nhưng mà chắc thầy chưa có kịp ghi xong cái phần bài giải hoàn chỉnh hết để cho các em học thì thôi để thầy sẽ quay video riêng ha đáng lẽ là video hôm nay là chữ thứ ba à, video hôm nay thầy tính là sẽ uh, làm cái phần bài thi của cái phần miss rap hôm đó nhưng mà tình hình là cái tháng này nó đang ra nhiều cái đề về uh, tình hình là cái tháng này nó đang ra nhiều cái đề về uh, process má process là lại, lại lần nữa đây là cơ hội cho các em ôm ôm lại hai cái dạng bài đó thầy có up trên group lớp đầy đủ nha ừ cho nên mình học được cái là sát bài thi bài nào cũng làm được hết từ một kiểu làm được hết ha cho nên là cái bài mà mà miss rap thì thầy sẽ phòng hờ cho cái tháng sau vì vậy là thầy sẽ up thầy sẽ giải video riêng và thầy sẽ up cho hôm nay nhé rồi lâu lâu có thầy chưa ghi kịp còn này bài thi rồi ha để thầy up thêm một cái bài thi của 20 thầy còn thầy chưa làm thầy chưa còn ghi thí một bài nè thường là thứ bảy chủ nhật nó sẽ dễ thấy hơn à, 29 28 và 29 Ừ thì thầy thầy không nhớ rõ ngay nào thì thầy sẽ lục lại bài thi đó cũng đưa gửi cho các em làm thử luôn ha đưa cho group lớp với đưa cho group của mình group mình được ưu tiên cái là học trước ừ. rồi vậy đó ha các em xong